Đoán vận mạng cho tuổi Bính Ngọ, nữ mạng, sinh năm 1966, năm 2026. Cung Càn, mạng thiên hà thủy, nước sông thiên hà. Dương con ngựa, tướng tinh con thuồng luồng. Vận bà con âm độ mạng. Thơ đoán vận mạng: Bính Ngọ, mạng thủy, cung Càn. Mạng thủy là nước ở sông Giang Hà. Thu đông, sanh đạm tuổi nàng. Đặng mùa, vượng tướng, số ta thanh nhàn. Xuân hạ, sanh thiếp nỗi mùa. Lỗi sanh cực nhọc nên nàng gian nan. Cho nên thân gái dặm trùng. Duyên tình nỡ dở, đôi đàng chia ly. Anh em xung khắc bất hòa. Đi xa thương nhớ, về nhà chẳng yên. Tuổi này lại có tính ninh. Nghĩ đâu chúng đó thiệt tình chẳng sai. Gặp kẻ ăn nói bất bình, giận người lỗ mãng, thiệt tình khó dung. Tiền vận số hải lao đao, hậu vận vinh hiển giàu sang có thừa. Cụ giải tổng quát: tuổi Bính Ngọ nếu sinh nhằm mùa thu và mùa đông, nếu là ban đêm thì được chọn tốt, còn cô nào sinh nhằm mùa hạ và xuân thì phải chịu lỗi số gian nan. Phần đông nếu sinh thuận thì giàu sang phú quý, đa số đều ăn ở giữ gìn đạo đức, số không thuận hòa anh em, số này ít khi ăn ở nhau một đời chồng, phải có thay đổi lương duyên ít nhất 3 lần mới thành ra thất.